Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dân mạng Trung Quốc nêu lý do vì sao Việt Nam không muốn đầu hàng Trung Quốc. Các bạn thân mến, trên trang Quora đã có câu hỏi rằng tại sao Việt Nam không khuất phục Trung Quốc để thúc đẩy phát triển. Câu hỏi này có ý sao Việt Nam không ngả theo Trung Quốc, dựa vào Trung Quốc như Campuchia để được Bắc Kinh đầu tư giúp phát triển kinh tế. Câu hỏi này đã thu hút đông đảo dân mạng tham gia thảo luận, đặc biệt trong đó có nhiều người tới từ Trung Quốc. Có người cho rằng thực tế Trung Quốc cũng không muốn Việt Nam đầu hàng vì nước ta nghèo, mang theo chỉ là gánh nặng. Một dân mạng cho hay Trung Quốc không muốn Việt Nam đầu hàng Trung Quốc vì tổng GDP Việt Nam không bằng một tỉnh nhỏ ở Quảng Tây của Trung Quốc và bình quân đầu người không bằng Tây Tạng và Quý Châu của Trung Quốc, tương đối nghèo. Người Việt Nam cũng có thể không thích Trung Quốc, họ không muốn cống nạp và đầu hàng. Trung Quốc và Việt Nam tuy có quan hệ kết nghĩa trong lịch sử nhưng lại có ân oán giang hồ trong cuộc chiến tranh biên giới 1979-1989. Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong mọi trường hợp được nhìn qua lăng kính tương tác giữa họ với Hoa Kỳ. Vị thế của Trung Quốc như là một cường quốc ở Biển Đông và sự tăng trưởng tổng thể của nước này về sức nặng kinh tế và địa chính trị toàn cầu đã buộc Hoa Kỳ phải cạnh tranh với Trung Quốc để giành ảnh hưởng với các nước khác trong khu vực. Trong chuyên mục truyền thông nước ngoài nhìn vào Trung Quốc hôm nay, quý vị sẽ tìm hiểu lý do tại sao Việt Nam lại ngả về phía Hoa Kỳ nhưng đồng thời không thể để mối quan hệ với Trung Quốc xấu đi. Tìm hiểu lý do tại sao các nhà đầu tư toàn cầu tiếp tục mở rộng sự hiện diện của họ ở Trung Quốc trong bối cảnh thắt chặt các quy định và tại sao Ấn Độ lại lo ngại về hoạt động kinh tế của Trung Quốc ở Sri Lanka. Cuối cùng, chúng ta hãy xem quan điểm của phương Tây về cải cách ở Trung Quốc. Theo Financial Times, kết quả chính trị của chuyến thăm Việt Nam mới đây của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris có phần mơ hồ. Bạn biết đấy, chỉ vài giờ trước khi máy bay của bà đến Việt Nam, đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội đã hứa tặng Việt Nam 2 triệu liều vaccine COVID-19. Con số này cao gấp đôi so với số tiền bà Harris khi đó đề xuất cho Việt Nam. Financial Times muốn dùng điều này để minh họa sự cạnh tranh gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với Việt Nam. Tờ báo tiếp tục nói về lịch sử phát triển quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Sau chiến tranh Việt Nam-Hoa Kỳ đã tích cực phát triển quan hệ với Việt Nam trong 50 năm. Tàu chiến Hoa Kỳ cập cảng Việt Nam khi hải quân hai nước tập trận chung. Hoa Kỳ cũng cung cấp vũ khí và trang thiết bị cần thiết cho lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam và tiến hành huấn luyện cho các binh sĩ Việt Nam. Có thể hiểu Việt Nam rất quan trọng đối với Hoa Kỳ như là một nhân tố chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, Việt Nam tuân thủ cái gọi là chính sách 4-0 trong chính sách của mình. Thứ nhất, Việt Nam không thành lập bất kỳ liên minh quân sự nào. Thứ hai, họ cũng không cung cấp lãnh thổ cho việc triển khai các căn cứ quân sự của nước ngoài. Thứ ba, không liên minh bất cứ nước nào để chống lại nước thứ ba. Cuối cùng là không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề trong quan hệ quốc tế. Việt Nam thừa nhận trong chính sách của mình rằng xung đột và lợi ích có thể tồn tại ngay cả với các đối tác. Khái niệm này đã cho phép Việt Nam duy trì sự cân bằng trong việc xử lý quan hệ Trung-Mỹ trong nhiều năm. Nhưng khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc đã gia tăng sau sự cố giàn khoan dầu năm 2014 và vụ chìm tàu đánh cá Việt Nam gần đây do va chạm với tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Tất cả những điều này đã đẩy Việt Nam về phía Mỹ, dư luận cũng nghiêng về phía có lợi cho Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò cho thấy 90% người dân Việt Nam lo lắng với sức mạnh kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc và một số tương đối hoan nghênh ảnh hưởng ngày càng tăng của Hoa Kỳ. Nhưng các quan chức Việt Nam không thể chiều theo những tình cảm này và đầu hàng Hoa Kỳ. Về mặt kinh tế, Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn Hoa Kỳ. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Việt Nam, thời báo Tài chính Anh cho hay. Dân mạng Trung Quốc có tên là Goldie Sang đã cho hay, không cần quỵ gối để cầu phát triển kinh tế. Để phát triển kinh tế, chúng ta cần làm việc chăm chỉ hoặc vơ vét của cải như châu Âu và Hoa Kỳ. Việt Nam đã là một quốc gia hoàn toàn độc lập. Việt Nam không cần đầu hàng nước nào. Việt Nam có quyền hoàn toàn độc lập. Trung Quốc không cần Việt Nam đầu hàng. Trung Quốc chỉ có một yêu cầu đối với Việt Nam. Các cường quốc phải cách xa biên giới phía Nam của Trung Quốc. Trung Quốc có thể tác động đến cuộc diện chính trị thế giới và khiến cho các nước lớn khác không dám ức hiếp Việt Nam. Việt Nam nên suy nghĩ làm láng giềng của nước lớn. Dân mạng có tên là Xiao Jin cũng nói, các nước châu Âu cũng nghĩ như vậy về Nhật Bản, Nhật Bản cũng nghĩ như vậy về Trung Quốc. Ngược lại, với các ví dụ giả định trên, Ấn Độ với cơ bản đã bị thôn tính và mọi người đều thừa nhận rằng Trung Quốc lúc này có lợi hơn là đầu hàng.
Trong tình thế này, điều cơ bản là bạn có thể cho người vô gia cư $1 nhưng sẽ không bao giờ hoàn toàn cam kết cải thiện chất lượng cuộc sống của họ như mục tiêu cả đời của chính bạn. Nói Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn khi là một tỉnh của Trung Quốc cũng giống như nói rằng Hoa Kỳ đang thực sự mang lại hòa bình thịnh vượng cho những nơi mà họ có sự hiện diện quân sự. Ngoài ra, với tư cách là người Trung Quốc, tôi có thể nói với bạn rằng Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập với văn hóa lịch sử. Bất chấp một số cuộc chiến tranh cổ đại và hiện đại, với các tranh chấp mà chúng tôi có về dân cư hoặc các vấn đề khác, tôi thực sự không hiểu tại sao việc xây dựng các kịch bản xung đột giả định giữa Trung Quốc và Việt Nam lại phổ biến trên Quora, đặc biệt là trong thời hiện đại, khi hầu hết các tranh chấp đều đã được giải quyết ít nhiều. Dân mạng có tên là Do Kim đã trả lời, nếu ý bạn là đầu hàng Trung Quốc và cứ làm theo những gì họ bảo và để họ lấy bất cứ thứ gì họ muốn thì câu trả lời hiển nhiên là không. Lấy ví dụ, bạn có tranh chấp với hàng xóm của mình, anh ta muốn cây cam ở sân sau nhà bạn, để hòa hoãn, bạn cho anh ta cây cam. Bây giờ anh ta đòi cây táo nhà bạn cho anh ta cây táo của nhà bạn, và tiếp theo anh ta lại đòi cả cây nho của bạn. Vậy khi nào điều này sẽ kết thúc? Câu trả lời sẽ là không bao giờ. Nếu Việt Nam ngoan ngoãn nghe theo lời Trung Quốc thì Trung Quốc chỉ lợi dụng Việt Nam chỉ vì họ có thể và bởi vì nó dễ dàng. Việt Nam không ngu khi để Trung Quốc nghĩ Việt Nam như vậy. Trên thực tế, đây là một điều mà Việt Nam đã biết từ hơn 1.000 năm kinh nghiệm đối phó với Trung Quốc. Chúng ta không thể để Trung Quốc nghĩ mình là kẻ lấn lướt, nên Việt Nam luôn tỏ ra ngang ngược với Trung Quốc. Tôi biết đối với các bạn, việc một nước nhỏ như Việt Nam luôn hành động lạc lõng, thái quá khi đối phó với Trung Quốc là có vẻ ngu ngốc đối với người khác. Nhưng đó thực sự là một động thái cần thiết của các nhà lãnh đạo Việt Nam để cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc thấy rằng Việt Nam không dễ bị làm chủ. Đó là lý do tại sao, nếu nghiên cứu về lịch sử, đây luôn là chiến lược của Việt Nam khi đối phó với Trung Quốc: chọc giận, giảng hòa, tặng quà và bình thường hóa quan hệ. Nói không nghe, không xin lỗi rồi sau đó lại tặng quà. Tôi thích gọi kiểu đó là phương pháp vừa đánh vừa rút, hay theo tiếng Việt là vừa đánh vừa xoa. Chính nhờ điều này mà Việt Nam đã giữ được độc lập và mở rộng đất nước xuống phía Nam, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Là một anh chàng nhỏ bé, bạn không thể đi thẳng mà phải ngoằn ngoèo. Vì vậy, mặc dù có vẻ như Việt Nam rất thù địch với Trung Quốc, nhưng thực tế không phải vậy. Tất nhiên Việt Nam biết rằng việc cực kỳ thù địch với một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không có lợi cho mình cũng như trong lịch sử. Việt Nam luôn thận trọng khi đối phó với Trung Quốc, và nếu tỏ ra thù địch thì đó phải là một lý do đã được tính toán kỹ lưỡng. Các bạn thân mến, như dân mạng Trung Quốc đã nói, nếu Việt Nam tỏ ra thù địch với Trung Quốc thì phải có một lý do nào đó, và nó phải được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Đầu hàng và quy thuận thì không bao giờ rồi. Nếu chúng ta đầu hàng thì hiện nay làm gì có đất nước có tên Việt Nam, chống đối ra mắt cũng không thể được vì họ là một nước lớn. Chúng ta không thể tồn tại nếu chỉ chăm chăm hăm dọa láng giềng lớn hơn mình. Chúng ta phải thông minh, chúng ta phải biết hòa hợp, nhưng chúng ta phải biết cứng rắn đúng lúc, đúng chỗ và mềm dẻo đúng thời điểm. Vậy các bạn nghĩ sao về những nhận định của dân mạng Trung Quốc với câu hỏi vì sao Việt Nam không đầu hàng Trung Quốc để được phát triển? Nga, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật, bắt tàu ngầm. Thưa các bạn, Nga thông báo sắp tập trận hải quân chung với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, trong đó có các nội dung bắn đạn thật. Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này và Trung Quốc sẽ tập trận hải quân chung trong tuần tới. Cuộc tập trận được tổ chức thường niên kể từ năm 2012 sẽ có các hoạt động bắn pháo và tên lửa nhằm vào mục tiêu trên Biển Hoa Đông và trên không vào năm nay. Ngoài ra, hải quân hai nước sẽ diễn tập hiệp đồng săn tàu ngầm. Mục đích chính của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Nga thông báo. Các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Nga do tàu tuần dương tên lửa Vostok dẫn đầu đã xuất phát từ Vladivostok để tham gia cuộc tập trận với Trung Quốc. Ngoài xoáy hạm Vostok, các tàu Nga còn lại bao gồm tàu hộ vệ nguyên xoáy Sapponiskov, Andastidestopov và Sovisteny. Hải quân quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ cử 2 tàu khu trục, 2 tàu tuần tra, 1 tàu tiếp tế tích hợp và 1 tàu ngầm diesel tham gia cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga vẫn đang triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Kể từ khi phương Tây áp lệnh trừng phạt Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ưu tiên hợp tác thương mại với BRICS, một khối gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, như một thị trường mới nổi thay thế cho phương Tây. Trước thời điểm mở chiến dịch quân sự, Nga và Trung Quốc đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn. Trung Quốc vẫn đang giữ quan điểm trung lập với tình hình ở Ukraine và kêu gọi các bên xuống thang căng thẳng.
Nga và Trung Quốc hoàn tất cuộc tập trận hải quân kéo dài một tuần, trong đó có bài tập săn tàu ngầm đối phương. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua thông báo hải quân của nước này và Trung Quốc đã hoàn tất cuộc tập trận mang tên Tương tác hàng hải 2023 diễn ra trong tuần tới ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Các tàu của hạm đội Thái Bình Dương, Nga và Hải quân Trung Quốc đã hoàn tất các nhiệm vụ trong khuôn khổ của tập trận hải quân song phương. Tàu của hai nước với sự hỗ trợ của lực lượng chống ngầm và cùng tìm kiếm tàu ngầm của đối phương giả định và phóng một loạt bom chìm, thông cáo cho biết. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải một đoạn video cho thấy một nhóm tàu của Nga, Trung Quốc ở vùng biển Hoa Đông và khai hỏa tên lửa trong cuộc tập trận. Trung Quốc và Nga bắt đầu tổ chức các cuộc tập trận hải quân từ năm 2005. Cuộc tập trận thường niên tương tác hàng hải được tiến hành lần đầu tiên vào năm 2012. Video của tin mới đến đây là kết thúc. Hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn nút đăng ký kênh kèm chuông thông báo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.